Đinh Văn Hường, chào em Hàn Phong, chào em Dân Phạm. Các bác đang xem live thấy em thì chấm bài comment cho em biết ạ. Hàng nhà em thì hôm nay còn khá nhiều, nếu các bác cần giày cần kính thì em vẫn lên, mà em thử khui cái kiện là kiện gì nhỉ? kiện túi Nhật, thì trong này thì em nghĩ là nó sẽ có thập cẩm. Chào em Quang Định, thì nó sẽ có thập cẩm, thì tí em khui ra xem thế nào. Nói chung là nó cũng hên xui thôi các bác ạ, thì em khui ra xem nó có gì hay ho không thì em lên. Các bác cần kính nam kính nữ giày thì em vẫn có. Các bác mới vào ạ, các bác đang xem live thì cho em xin một vài nút chia sẻ lên các trang hội nhóm, bởi vì là đợt này nhà em cũng có kết hợp lên cả hàng nữ nên là các bác không phiền thì cho em xin một vài lượt chia sẻ. Chào bác Lê Minh Mạnh, bác Lê Minh Mạnh chia sẻ số lượng. Chào bác Lê Chiến, chào bác Phan Vũ, chào bác Kim Dương Thô, chào bác Quang Minh, chào em Dân Nguyễn, chào bác Hàn Phong, chào bác Đinh Văn Cường, chào tất cả các bác nha, chào bác Tuấn Vi Văn, chào 94 các bác đang xem live, chào bác Thái Sơn, các bác xem live, các bác cho nhắn tin một hai nút chia sẻ và nhóm chấm bài nên khỏe tương tác giúp nhé em ạ, cảm ơn các bác nha. Dạo này là con gái em nghỉ hè nên là tranh thủ cho cháu lên
hỗ trợ thì các bác đồ nam. Nhà em thì chủ yếu vẫn là lên đồ nam và em có kết hợp lên thêm cả đồ nữ nữa, nên là các bác chia sẻ giúp em để cho các bác nữ có thể biết đến cái mặt hàng này em bán. Túi gì vậy? Em cui thử xem nó có cái gì hay ho không. Trong này chắc nó có cả túi du lịch, nó phải lên form, túi vải, túi da. Không có gì đẹp thì em lại bán kính, bán giày, vải da xịn này, da xịn rất đẹp này. Con cầm tay này, bác chờ em chút nha, đang giải tay cho bác cho em xin vài nút chia sẻ. Ui, gì vừa ra này, thỏ tiếp, lông lá, mới tinh, 330 đô, tinh. Anh nhận được túi rồi, túi đeo chéo quá xít, làm nào để cho chú em cái túi lên mới mà nó xít thì anh. À nó mới á, nó để em bảo. Thứ nhất là bác muốn nhanh thì bác lấy cái dầu lin, bác lấy cái bông tăm bác chấm vào, bác chấm vào cái khóa là nó khắc trơn ngay. Còn nếu không thì bác lấy cái nến á, cái nến bác bôi vào khóa là ok. Đây các bác là lấy cái nến bác bôi vào đây. Còn nếu không bác lấy dầu lin, bác lấy bông tăm bác chấm vào, hoặc là có không có dầu lin bác lấy dầu ăn bác chấm vào là nó khác trơn. Này con ba lô du lịch này, con này thì em sẽ lên đầu nhá, một con ba lô du lịch của Nhật rất là chất này. Đây lên form ngay con này. Này chất luôn. Trong này nó thập cẩm đấy các bạn, túi đeo chéo nam rất đẹp, gậy quá rồi. Thì thoảng mũi kẹo tí cho nó hên xui. Sao không thấy lên. Đẹp đấy, hay là con lên con bán kính đi, để muốn cho thấp xuống đấy nhá. Con lên kính nữ đi. Em tranh thủ lên. Em tranh thủ lên kính nữ các bác nhá. Cho bố chị bông không? Trong lúc chờ đợi em khui kiện túi thì là để rồi khui ra để lên form để lên phục vụ cho các bác, thì em lên kính cho các bác. Các bác ra mời con xem like, chấm bài, chia sẻ giúp em ạ. Đây, con ra đây con. Con lên kính cho đi. Con phải cố. Rồi, con cứ ra đi, không bảo cô chuyển ra cho. Mùi lại thích lông lá. Thỏ hơi đẹp luôn. Em tranh thủ để cho con gái em lên kính. Lên kính nữ trước các bác nhá, kính nam nhà em còn nhiều. Hoặc là các bác có thể thích kính nam, kính nữ thì để nhà em lên luôn. Đấy, con cứ lấy ra đi, cây nào thì bố không báo. Không có báo sai. Để cho bác mèo cây xanh. À đây này. Đây này có một con này vào xem đi.
Đây. Không để anh phun. Không sao đâu biết phun. Chào anh Mỹ nhé. Chào anh Thắng Phù nhé. Các bác hôm nay view lên thấp quá. Chào. Ba lô nhiều. Em bảo các bác comment xem lên kính hay là lên lên túi để con biết. Chào bác Đan nhé. Lên kính Nam, chào bác Đan Thái Hi. Thế không đi, để em lại tiếp tục kính Nam kính nữ các bác nhá. Em hỏi các bác thì comment xem thích như nào, ôi nhiều cái túi hay phết. Chào anh Hoàng Công Văn, chào cả nhà nhé. Cả nhà em chào anh Hoàng Công Văn nhé. Chào bác Nguyễn Văn Tiến, chào bác Tuấn Cao. Ok các bác, nguyên kính nha, nguyên kính. Kính đi bác, chào bác Hoan Vũ. Ôi dồi ôi, con túi gì mà chất thế này, là vợ. Túi nhà em cũng đẹp lắm các bạn. Có lẽ là nhà em lên kính trước cho bác nhé. Túi nhà em đi xong nhà em lên xong nhé. Để nhà em lên kính 5 lượng cho các bác. Đây chất lắm, nặng trịch. Nhưng mà nó cứ bé bé, nó to thôi được, lên kính trước đã. Thôi được rồi, em lên kính trước các bác nhá. Em lên kính rồi. Trần Thành Bình. Chào bác Trần Thành Bình. Đây em lên kính trước, cây kính đầu lai là một cây kính nữ. Đây để em lên cho các bác, cho thấp xuống à. Không thế này đẹp hơn. Em tưởng tận là đeo bộ hộp. Em giới thiệu qua cho các bác kính ạ. Kính này nhà em thì nó khá là chất. Nó khá là chất đấy các bạn. Hộp sẻ cái gì nhỉ, hộp sổ thẻ full như này. Như cây kính con gái em đang đeo đây là một cây kính Dior. Một cây Dior. Thì các bác nhìn giúp em. Khăn lau. Khăn lau kính ạ, dập hiệu Dior. Một cái thẻ Dior. Một cái túi phụ và Dior. Cái túi này thì các bác không muốn mang cái hộp này đi, các bác bỏ vào túi này. Rút dây vào, mang đi. Và một hộp Dior giấy lụa full như này. Đấy. Và thêm ạ, kèm thêm một cái hộp full như ở bên ngoài như này nữa. Đây ạ. Thêm một cái hộp bên ngoài nữa. Con đưa kính đây, muốn soi cho các bác xem. Các bác nhìn giúp em này. Xuất sắc ạ. Xuất sắc như này. Dior full hiệu, full sổ. Các thông số ở trên này ạ, made in Italy các thứ đầy đủ hết. Đấy, em chỉ soi qua như vậy thôi. Cây kính này size như nào con? Cây kính này ạ, size tiêu chuẩn cho các bác ạ. Các bác nữ ạ, mặt vừa và nhỏ là ok. Nhưng mặt con gái em thì là vừa, cũng là tiêu chuẩn, dễ sử dụng. Đấy, gần như là con em mà đeo vừa thì là các bác là sẽ vừa hết. Những bác nào mà có size mặt trung bình và nhỏ là sẽ vừa. Còn cây nào size mặt to thì em sẽ báo cho các bác là size to của nữ. Còn nam thì em lên em sẽ báo chi tiết hơn. Cây này em bán với giá là 500k. Các bác chốt giúp em mã 39 ạ. Mã 39. Rất là đẹp ạ. Bác
Nam cũng vậy ạ. Dòng này thì em nhập full hộp, có nghĩa là em nhập nó là lô kính thanh lý nên là giá nó khá hợp lý. Còn nhà em bán hàng thì em chắc là các bác cũng xem like nhiều rồi, các bác sẽ biết. Còn bác nào cần em nói giới thiệu chi tiết thì em nói ạ. Cái này bị lỗi rồi. Cái này là em nhập nó full thùng. Một thùng kính thường nó là có 100 cây. Đấy ạ. Nên là số lượng nhập nhiều thì nó sẽ rẻ đi. Và đến tay các bác nó giá nó sẽ hợp lý. Chứ các bác muốn nhập một vài cây thì bao giờ giá nó cũng cao. Thì bây giờ nếu là các bác không ai tự nhiên đi nhập một cái thùng kính 100 cây về để đeo dần. Đấy, phải nhập số lượng thì nó mới có giá hợp lý. Nên em bán thì giá nó sẽ rất là hợp lý cho các bác. Con gái anh thì xong rồi à? Con gái anh là học và chuẩn bị sang năm thứ 2 rồi. Em tiếp tục lên cây kính nữa, một cây em lên kính nữa, cây gì được không? Một cây hiệu Fendi ạ. Một cây hiệu Fendi Italia. Fendi full hộp sổ thẻ. Sổ thẻ thì đầy đủ ạ. Size cây này dành cho các bác mặt to. Con này có sổ thẻ không con? Không có đúng không? Có thẻ không? Đấy đâu, có thấy sổ không? Để muốn tìm. Ở đây có thẻ. Cái này dành cho các bác size mặt to, nói chung là rất là đẹp. Kính nữ nhà em thì miễn chê, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em thoải mái. Ok các bác nhận, không ok các bác quay đầu về cho em. Thật sự là em chỉ sợ các bác muốn mua thêm thôi, thì em không ngại các bác trả về đâu. Cái này dành cho các bác size mặt to là ok ạ. Nữ size mặt to, giá em bán cũng là 500.000. Bác nào chốt thì lên giúp em mã 56 ạ. Thẻ Fendi này. Hộp này. Hộp trong này. Hộp trong, hộp ngoài. Cây này thì nó đẹp như thế này. Đây, mắt kính này em soi gần cho các bác xem một chút. Các bác xem một chút. Đấy. Chất lượng như này. Logo Fendi trên kính ạ. Đẹp như này các bác nhá, size mặt to. Em lên cho các bác một cây dây băng Nam. Dây băng Nam thì đây, sổ thẻ đầy đủ hết. Hàng này em mua được cái hàng của siêu thị Thanh Lý nên là giá nó cũng khá là hợp lý. Khá là hợp lý cho các bác. Kính này thì em bán tùy theo cây, tùy theo từng cây chất lượng của cây kính. Đấy. À, những cây lỗi, cây kém chất lượng em sẽ loại ra. Cây nào chất lượng cao thì em bán giá nó nhỉnh lên. Cây nào chất lượng thấp thì hoặc là nó so sánh về cái phần trăm nó kém hơn thì em sẽ giảm giá đi. Đây, như một cây này là cây dây băng trồng thủy tinh. Cây này thì đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc ạ. Một cây dây băng dòng Aviator giọt nước. Size cây này cho các bác như em là đeo ok. Size mặt em cũng là tiêu chuẩn. Em hay đeo là 58 ạ. 58-14. Cây này thì các bác 58-60-14 các bác đeo cho em là ok. 56 chốt cho bác Quân Nghiêm Minh lên số điện thoại trước đây ạ. 58-60-14 là ok. Em bán cây này 500k. Các bác có size mặt như em ạ, hoặc to hơn em một chút là ok. Đấy, 500k. Các bác chốt cho em mã 69 ạ. Mã 69 đấy, full sổ hổ. Cái gì nhỉ? Sổ này, khăn lau dây băng này, một quyển sổ dây băng này, thêm một quyển sổ nữa. Dòng dây băng này thì nó nhiều sổ quá. Đấy,
Đây, đưa cho cô. Ôi cây tráng gương đỉnh, cây mắt mèo tráng gương đỉnh quá. Cả kiện nữ mình thấy một cây này ấy. Dior, cây này là siêu phẩm của Dior rồi các bạn. Một cây tráng gương hôm qua em có duy nhất một cây tráng gương của Nam. Và cây tráng gương bạc này ạ, đỉnh xuất sắc luôn. Cây Dior tráng gương bạc mắt mèo ạ, dòng này đang hot. Size như nào con? Size vừa. Size mặt tiêu chuẩn, vừa và nhỏ. Nguyễn Trung Dũng, cái này với cái 680k nó tương đương nhau. Nguyễn Trung Dũng, cái này số lượng nhiều. Cây này xuất sắc, em bán là 600k cây này ạ. Size mặt vừa, các bác nữ size mặt vừa và nhỏ, các bác đeo cây này phèm là quá ok. Fendi, cái gì nhỉ? Dior. Thẻ căn đây, căn lau hiệu Dior các thứ hộp đầy đủ hết cho các bác nhá. 600k các bác chốt cho em mã 600. Một cây Dior cực đỉnh, mắt mèo. Đây em soi các bác này, đỉnh này. Đấy, tráng gương bạc ạ. Tráng gương bạc này, các bác nhìn này, soi này. Thấy mặt em luôn. Soi thấy mặt con gái em luôn. Cây Dior này xuất sắc, mắt mèo. Cây này thì em nghĩ trong kiện nó chỉ có được một cây thôi các bạn. Chắc không có cây thứ hai đâu. Không có cây thứ hai. Các bác nhìn giúp em. 600 cây này nhá, xuất sắc. Cây Nam của bác nào chốt chưa vợ? Mã 69 chốt cho bác Lê Sơn, giật lại cho em ạ. Cứ bình tĩnh, cứ chậm chậm, từ từ, vội gì. Fendi này nữ hay nam đây? Chắc là nữ. Dòng nam thì cũng có nhiều, nó có cả những cây hiệu LV, hiệu bốt. Đây, em lên với các bác nhá. Em lên kèm cả nam lẫn nữ rồi các bác. Cây vừa xong đỉnh nhá. LV thẻ LV đó, hộp đó, hộp da. Túi dập hiệu LV, khăn cũng dập hiệu LV cho các bác luôn cho nó chuẩn. Đấy. Lê Sơn chốt mã 69. Tên số điện thoại hay gì? Em để bố lên cây nam đã. Đây các bác, hiệu như này. Trên cái ve kính á, nó cũng có chữ LV nhá, LV nhá. Đây ạ. Đấy, cái tem này thì về các bác bóc đi, các bác test thấy ok thì các bác bóc đi, các bác dùng. Còn nếu các bác thấy không ok thì các bác quay đầu về cho em, đừng có bóc tem đi ạ. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra đầu kiểu kỹ cho em. Trên mắt kính á, tem LV để em báo size cây này. Cây này size các bác mặt to, size các bác mặt to hơn em. Các bác mặt đeo 60-62 thì các bác đeo cây này là vừa. Như em cây này thì gọi là cố gắng bon chen thì vẫn đeo được, nhưng nó sẽ hơi rộng nên là các bác 60. Đẹp nhất là size 60 là các bác mặt to nè một chút là ok. Cây kính này em bán là 500k cho cây full hiệu, full hộp, full sổ như này. 500k bác nào chốt thì lên cho em mã LV. Mã LV ạ. Full tất tần tật cho em. Full tất tần tật. Các bác nhìn cái hộp nó đã chất lượng rồi. Bình thường mà các bác đi mua cái cây kính mà nó
nó lèo tèo, nó chẳng có cái gì để mỗi trong cái túi bóng này này, thì các bác sẽ thấy ngay nó sẽ chất lượng, thì các bác sẽ về các bác sẽ cảm nhận được ngay. Tiếp tục một cây LV của một cây LV tiếp ạ, của nữ ạ. Size mặt như nào con? Size mặt vừa. Size mặt vừa các bác nhá, size mặt vừa. Tiêu chuẩn ạ. Mặt tiêu chuẩn cho các bác nữ là chuẩn ạ. Mặt hơi nhỏ một chút cũng ok. Giá em bán cây này là 500 nghìn. Kính nữ thì thường em sẽ bán nó sẽ dao động vào 500k. Có những cây nó cao hơn, có cây nó thấp hơn. Đấy, cơ bản là em sẽ bán là 500k. Các bác nhìn nó đẹp như này ạ, chất lượng. Đấy, hộp sổ đầy đủ hết cho các bác nhá. Em bán là tất cả những hàng này nó đều full. Nó đều là full hết ạ. Giá cây này là 500k. Các bác chốt cho em mã VL đi. LV rồi thì các bác chốt VL. Hộp thẻ. Có những cái thì nó sẽ không có thẻ, nó có khăn, có túi phụ. Rồi em lên một cây hiệu bốt của Nam. Một cây hiệu bốt của Nam ạ. Cây nào thì nó cũng full hết các bác nhá, sổ thẻ này. Hiệu bốt của Nam này, đây là hộp bên ngoài này. Đây là hộp bên trong này. Đấy các bác thấy cái hộp nó chất như này này. Đấy. Trong này hiệu bốt này. Thì các bác cứ nhìn kỹ giúp em xem cái kính ấy. Hàng gọi là vớ vẩn thì nó có làm chi tiết như thế không ạ? Đoàn Tuấn Vũ. Bác nào mà tin tin tức mất lịch sử đấy em cho ra khỏi trang thì em không cần bán các bạn nhé. Đoàn Tuấn Vũ, con chào bố mẹ à? Vừa con bác non đấy thì chào bố mẹ. Nhà em không đùa nhé các bác nhé. Bốt. Các bác chém gió đùa thoải mái ạ. Bác Châu Minh đấy, nhà em không đùa. Lê Cường Cường hàng vớ vẩn, ok bác Lê Cường Cường. Vớ vẩn hay không thì em cũng không nhất thiết cần bán cho những người như bác. Bác có tiền thì bác có thể mua những cái hàng chất lượng hơn, VIP hơn ạ. Bác cần cái hàng nhà em, bác cần như thế nào ạ? Em lên cho bác. Bác cần cái hàng bình dân, hàng VIP em đều lên đáp ứng được cho bác. Bác là người chơi như thế nào em lên cho bác luôn ạ. Bác cần cái hàng bao nhiêu tiền ạ? 5 triệu, 10 triệu hay 15 triệu hay những cây cơn khoảng 30 triệu em đều lên cho bác được. Đấy, bác là người chơi, bác có thể nói hộ em như thế nào là vớ vẩn. Đâu rồi bác gì nhỉ? Bác gì nhỉ? Vừa nói bác Lê Cường Cường. Bác lên hộ em cái. Bác là người thông thái, sành sỏi, sành điệu, chất chơi. Bác nói hộ em là như thế nào là hàng vớ vẩn. Đấy, và tầm chơi của bác đến đâu em đáp ứng cho bác đến bấy nhiêu. Chứ em nói thật bác ấy, cái tầm nếu mà nói là tiền ít xong bác muốn đòi ít những cái đồ thơm ấy thì em nói thật là cũng không có đâu. Đấy, còn nhà em bán hàng thì từ xưa đến nay rồi. Kinh thứ nhất là về kinh nghiệm bán hàng, chất lượng bán hàng và uy tín bán hàng của em thì nó đánh giá bằng sản phẩm, bằng chất lượng. Chứ em cũng chả phải, nếu đúng ra em không phải ngồi đây để thanh minh, để mất những cái lời nói vô ích đối với bác. Còn đấy, bác là người chơi, bác thích thể hiện thì bác cứ lên cho em. Bác thể hiện cho em xem một cái ạ, xem là bác như nào. Lại mõm thôi anh, Trần Nguyễn, ok em. Thì đấy anh để xem thể hiện, muốn thể hiện như nào. Thoải mái luôn, nhà em thì em không ngại gạch đá các thứ. Em là người bán hàng, chất lượng đi đôi với sản phẩm, em không bao giờ ngại. Em chưa bao giờ em cầm cái cây kính, em chưa bao giờ em cầm cái cây kính phun hộp, phun sổ thẻ này em bảo các bác cây này nó là 10 triệu, 15 triệu em bán cho các bác 500 nghìn, 400 nghìn. Các bác đã nghe thấy em nói một câu nào như vậy chưa? Nên là các bác là người mua hàng thông thái thì các bác cứ nghiên cứu giúp em
Đấy, em bán uy tín, chất lượng, và khi cái chất lượng nó sẽ đi đôi với cái giá thành. Nên các bác cứ yên tâm mà chơi thôi. Chứ không phải là em cứ cái cây kính như thế này em cứ vống lên xong em bảo là nó là hàng bao nhiêu tiền xong thì em bán em đẩy cái giá lên. Em là người bán hàng thì em phải có phần trăm, phải có lợi nhuận thì em mới bán. Nhưng cái lợi nhuận của em thì em sẽ cộng vào nó là bao nhiêu. Hoặc như lúc nãy em có nói với các bác rồi, cái thùng hàng em nhập ví dụ 3 cái thùng kính chẳng hạn, nó là 300 cây. Thế bây giờ các bác có dám tự nhiên một người đeo các bác, một người chơi các bác tự nhiên có bị điên bị rồ nhập một cái thùng kính 100 cây và để lấy cái giá rẻ không? Giá rẻ hơn để bán không ạ? Các bác phải hình dung ra là số lượng ít và số lượng nhiều thì nó mới có cái giá rẻ hay giá đắt. Đấy, nếu bác nào ạ hiểu thì các bác sẽ biết. Bây giờ em nhập cái số lượng lớn, em bỏ ra hàng trăm triệu em nhập kính thì nó mới có cái số lượng nhiều và nó có giá rẻ. Chứ bây giờ các bác tự nhiên các bác chơi, các bác có bị điên đâu, các bác bỏ tiền ra mua 100 cây kính về lấy giá rẻ để chơi. Thôi không, kệ, đang bức xúc cứ phải nói một tí. Em xin lỗi tất cả các bác mua hàng văn minh lịch sự nhá. Đấy, còn những cái bác vớ vẩn em thật sự là cũng không chấp đâu, nhưng mà cứ chọc vào em này em cũng bị điên một chút. Rồi em lên tiếp tục nhá. Em lên cây kính ạ. Cây này là cây hiệu Bốt. Đấy, cây kính hiệu Bốt. Và em báo giá luôn là em bán cho các bác là 400k. Đấy, 400k full hộp tất cả như thế. Thì các bác đây, em chỉ giới thiệu qua này. Thì em nói vui nhá, em không phải là chê ai này. Như các bác hay có cái câu vui mồm là kính Thái Bình. Đấy, để ý là kính hàng Thái Bình rẻ tiền các thứ. Đây em không nói là chọc máy đến ai nhá. Đấy, ví dụ thế. Nhưng các bác, ví dụ các bác soi cái cây kính ở hàng chợ, hàng vỉa hè, hàng vớ vẩn, thì một cây kính này nó có đầy đủ như thế này cho các bác không? Đây ạ, hộp này, căn dập hiệu này, đấy, hộp trong, hộp ngoài này, thẻ này, rồi trên kính này. Đấy, thì các bác thấy là một cái cây kính để mà vớ vẩn nó có làm được chi tiết như vậy không ạ? Còn em không so sánh với những cây kính các bác bỏ ra 5 triệu, 4, 5 triệu hay 10 triệu hay bao nhiêu tiền. Thì em không thể đem một cái cây kính em bán 400 nghìn em so với cái cây 5 triệu được. Nên các bác mua hàng các bác cứ để ý giúp em. Em không bán láo đâu. Nên các bác cứ yên tâm ạ. Bác nào cảm thấy tin tưởng nhà em và theo dõi nhà em lâu rồi, các bác cứ nghiên cứu các bác chơi. Cái số tiền các bác bỏ ra không bị đắt đâu. Bởi vì là em nhập số lượng lớn ạ. Cô Hoàng Ánh, chú lại động đến lịch cái gì? Em nói vậy thôi, em có xin, em nói trước rồi là em không chọc máy nhá. Em nói là cái câu là cửa miệng người ta hay nói ạ. Cây này em bán là 400k, các bác nhìn ạ, hiệu Bốt. Tất cả như thế này ạ, hộp sổ thẻ như thế. Đây ạ, các bác nhìn giúp em. Mắt kính rất đỉnh ạ, tất cả nó đều là kính râm. Cây này thì chuẩn cho các bác size mặt to hơn em, 60, 62, 14 các bác đeo chuẩn cây này cho em. Giá là 400k các bác chốt giúp em ạ, 400 ạ. Nam hay nữ anh? Nguyễn Văn Sơn, em để ý giúp anh. Bố là nam, con là nữ. Đấy, em để ý giúp anh. Nam thì đeo kính nam, nữ là đeo kính nữ. Tự nhiên nói thì nóng hết cả người các bác. Bực mình. Mấy cái thằng nhiều khi rảnh rỗi vô công rỗi nghề xong thích đi chọc máy. Có thời gian, có điều kiện thì lo tính toán mà làm ăn, lo cho vợ cho con, cái đi để chọc máy thiên hạ làm gì. Nghĩ nó bực mình. Cho bác Nguyễn Văn Thái. Em lên ạ, tiếp một cây kính nữ, con đưa bố xem nào. Cây này cây hơm mẹt ạ. Một cây kính hơm mẹt. Đây ạ, phun thẻ, phun hộp thì thôi em vẫn phải soi. Các bác mới vào thì chưa xem thì em soi kỹ cho các bác nhá. Đây ạ, khăn lau kính. Khăn lau kính cũng như này. Đấy, dập hiệu hơm mẹt. Hình như ai hỏi cái gì anh có kính cái gì tràn viền gì hay có cái kính gì nước tràn viền cái gì cơ.
Chắc là có đấy. Chờ tí, chờ tí. Hơm mẹt. Đây, trong trong hộp cũng như này. Cái kính này size như nào con? Size mặt cũng là tiêu chuẩn cho bác nhá. Dễ đeo, còn bác nào mặt to thì các bác chờ cây khác ạ. Cây này em bán cho các bác. Cây này nó đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc. Tôi em bán đây, tràn viền đây, đúng không? Đây là tràn viền đây còn gì nữa. Cái này em bán là 500k. Đây Thái Ly, cây này như này có phải tràn viền không? Chào em Hội Black. Đẹp như thế này ạ. Cây này là cây Hermès, em bán là 500k. Các bác lên giúp em mã, lên giúp em mã chữ H này nhá. Lên chữ H không đâu. Không phải à? Thật ra thì anh chưa nghiên cứu sâu. Cái dòng kính nữ thì anh chưa nghiên cứu sâu. Chốt cho em chữ H thôi. Chốt cho bác ngoan. Một chữ H ạ. Đẹp xuất sắc như này. Đây cái Hermès đây. Mấy cái thằng mới vẩn vào nó mất bao thời gian. Kính tràn viền như này em đâu con? À, giống cây đấy không? Tí con xem. Em lên cho bác một cây dây băng nam. Cây nào lỗi, cây nào kém chất lượng em sẽ bỏ ra, em không bán. Hoặc là em sẽ tùy phụ thuộc vào những cây kính. Cây này là một cây siêu nhẹ, một cây gọng nhựa. Những cây này các bác đeo thì nó rất bền ạ. Rất bền. Và sổ thẻ full hai quyển sổ như thế này. Đấy, và khăn dập hiệu dây băng, tất cả hộp trong hộp ngoài đầy đủ như vậy. Cây gọng nhựa này các bác đeo cực bền. Cực kỳ bền cho em. Em bán là 400k. Siêu nhẹ, cực bền. Đấy. Cây này size mặt to. Size 60-62. Mặt em là đeo không vừa. Em đeo cây này hơi bị rộng. Hơi bị rộng ạ. 60-62 là chuẩn. Và dòng nhựa này thì nếu mà uốn thì nó lại phải khò nóng cơ, nên là em không nắn ạ. Đó, 400k các bác chốt giúp em mã. Mã 01. Mã 01, cây này cực đẹp. Đây các bác nhìn cái dòng gọng nhựa này. Thì các bác bơi đeo đi, bơi đi, đi bơi lội thoải mái nhá các bác nhá, không sợ nó bị oxy hóa như những cái dòng kia. Vâng, anh Nguyễn Văn Thái, cảm ơn anh. Chào bác Trần Nguyên, chào bác Thị Kim Cương. Ông nó chọc, như nó chọc vào đúng cái mấy phút ở trong ngày thì em. Bạn không một chút cho Nguyên với tôi. Nếu còn bình thường thì em không em chả nói làm gì cho nó đỡ mệt. Anh cứ lên bốc được cây nào anh lên cây đấy thôi em ơi. Con lên tiếp. Ôi cây này đỉnh quá. LV của nữ, LV của nữ. Nói chung về hộp sổ thẻ thì chắc là em không phải giới thiệu nhiều nữa các bác nhá. Tất cả khăn dập hiệu rồi các thứ đấy. Kính túi phụ. Cây này san mặt như nào con? Sai mặt to, dành cho các bác nữ có sai mặt to là cây này đẹp dã man. Con đọc cái màu các thứ đi cho các bác đi. Màu nó lạ lắm ạ. Đây. Nó không hẳn là ghi đây các bác nhìn. Đẹp như này. Màu này gọi là xuất sắc. Này, các bác nhìn giúp em. Đấy. Cây này em bán cho các bác là 500.000. Cây này em bán cho các bác là 500k. Bác nào chốt lên giúp em mã 51. Mã 51 cây này, size mặt to. Các bác nữ còn size mặt to, các bác chốt cây này là chuẩn bài. Đây, còn tiếp tục đeo cho các bác ngắm đi. Có lên kính nam. Có kính đi điển size to không? Chốt mã 51 cho bác ngắm đúng không ạ? Em có về được hơn chục cây kính khói, cây kính màu khói của Nam mà dòng 680k như đang trên đường về các bác nhá. Có size to và có size nhỏ. Thì hôm sau về em sẽ lên cho các bác, chỉ có mười mấy cây thôi. Bọn cháu tìm giúp em cây tràn viền đi. Đó này bác không tìm được. Chờ anh tí, anh bảo rồi, lúc nãy bố trả lời bác rồi. Em lên các bác. Em lên cây các bác một cây hiệu mẹt.
cây hiệu mẹ. Hôm trước em có lướt một cái like, cái gì nhỉ, có bác cây bán cây kính, có like bác bán cây kính hiệu gì nhỉ, Maybach, bảo cây kính này cái gì nhỉ? Nó kinh khủng lắm, các bác không thể order về được đâu. Maybach nó là 10 tỷ. Dã man. Nhiều bác chém gió cũng ghê thật. Trình chém gió cũng thôi rồi. Đây. Đầy đủ sổ hộp đầy đủ hết các bác nhá. Em bán thì em cứ bán theo cái chất lượng thôi, chứ không phải là lôi những cái này ra xong để bán cái giá gọi là ngất ngưởng lên. Đấy. Cây này khá là đẹp, nó làm gọng màu nâu cà phê. Gọng màu nâu cà phê. Sổ thẻ đầy đủ hết cho các bác nhé. Đây ạ. Gọng màu nâu cà phê đỉnh như thế này. Cây này khá là đẹp. Và những cây đẹp của Nam này em bán là 500.000. Đây. Rất là đẹp ạ, sai mặt như em. Đeo cây này là ok rồi. Nói chung cây này các bác tầm size 58, 60, 14. Bác nào mặt to hơn em chút là ok. Đây, các bác nhìn giúp em ạ, cái màu nâu cà phê. Cái mã này bác nào chốt thì lên giúp em mã cà phê. Đây ạ, tất cả kính nó màu nâu cà phê hết như này. Đấy, thông số thì đây. Trên này ạ, nó dập đầy đủ hết. Đấy, made in Italy rồi. Thông số các thứ này thì em có bán nhiều và em có báo các bác là các bác cứ bỏ qua hết đi. Với cái giá tiền 400.000 em bảo đảm các bác mua là nó quá ok rồi. Bởi vì nhà em là nhập với số lượng lớn. Đây, hộp của nó rất là chất. Hộp của nó rất là chất. Bao nhiêu nhỉ? Cây này là 500.000. 500k mã cà phê. Tiếp tục kính nữa ạ. Em lên xuống. Bác Việt Thắng Lê và Lâm Thị nhá. Con chào ông Việt Thắng Lê đi. À bác Việt Thắng Lê đi. Chào bác Việt Thắng Lê ạ. Bác cà phê chốt cho bác Lê. Chào anh Việt Thắng Lê đẹp trai nhá. Em lên một cây kính nữ. Chốt cà phê cho bác Lê chẳng tận sự bị cho anh Huy. Một cây kính nữ hiệu gì đây cho bố xem hiệu nào. Hiệu này là hiệu Gen Monster ạ. Gen Monster một cây này ạ. Thẻ chữ Hàn Quốc các thứ, cây này nó rất là đỉnh. Nguyễn Huy chuẩn bị cà phê lên chuẩn bị cho em. Cây này thì rất là đỉnh ạ, một cây mắt mèo hiệu Gen Monster. Cái viền của nó thì nó lại làm màu hơi sữa sữa một chút. Để tí em soi gần cho các bác xem. Cây kính nữ này size mặt to, các bác nữ size mặt to. Đấy, là ok ạ. Và em bán là 500k, các bác chốt giúp em mã là mã to. Đưa bố soi gần cho các bác ngắm cây kính này ạ. Này, đỉnh chưa? Gen Monster đấy ạ. Thì nó sẽ, đây, các bác nhìn giúp em này. Đấy, nếu em soi bằng cam sau thì nó sẽ rõ hơn, nhưng mà em không soi cam sau ạ. Về các bác cứ xem kỹ giúp em với cái giá 500.000 ạ. Các bác một cây kính này thì em bảo đảm là nó khá là ok đấy ạ. Chào bác nào các bạn. Chào bác Nhật Thắng Lê đây. Đây, Gen Monster ạ. Thì bác Việt Thắng Lê là chuẩn rồi gì đó. Chào em. Cái khăn này của cái kính này nhỉ? Của cái dây băng này Thủy này. Cây Gen Monster này đỉnh lắm ạ. Con chuyển ra kia. Để bố lên cây này đã. Cứ để ra đấy, mai cây nào thiếu thì bốc bù nó vào. Đây, em lên cho các bác một cây ạ. Trồng thủy tinh. Trồng thủy tinh đây. Đây ạ. Đùa tí, đùa anh ấy trêu là chào ông. Bố cháu xui là chào ông à. Tại anh lâu không vào đấy. Các bác nhìn giúp em này. Đấy, các bác cứ để ý giúp em. Cái kính gọi là hàng
nó rẻ tiền quá thì nó không làm cho các bác chi tiết như thế này đâu ạ. Đấy, nó sẽ không làm chi tiết những cái sổ thẻ, xong những cái khăn lau kính hiệu dây băng, xong hộp dây băng các thứ đầy đủ hết đâu. Chứ còn em bán thì em cứ nói luôn là các bác đừng so sánh cái cây kính 4-5-600 nghìn với cái cây kính 5-6 triệu, 10 triệu. Đấy, còn các bác nào ham rẻ nó đánh vào lòng tham các bác thì nó toàn cứ báo là cây kính này trị giá 10 triệu và em bán cho các bác 4-500 nghìn, 4-500k thì em bảo đảm các bác là không bao giờ có đâu. Đấy, em nói luôn như thế. Còn bác nào thích tham ạ, cứ tưởng mình là khôn ngoan rồi các thứ, nghĩ mình mua được rẻ thì không có đâu. Các bác đừng so cái cây 4-500 nghìn với cây 5-6 triệu. Em cứ nói như thế cho nó vuông ạ, nó chuẩn ạ. Đúng rồi, em non tơ đấy. Bác nào đã nhận kính 680k nhà em rồi, khi các bác nhận kính này các bác sẽ biết đấy, kính nữ ấy, còn chất lượng hơn cây 680k nhà em bán. Riêng dòng kính nữ, kính nam thì em sẽ tùy cây em định giá. Đây ví dụ như cây này đấy, như cây này ạ, nó sẽ như cây 680k em bán đây, như hôm nay em bán là 600, tròng thủy tinh mắt xanh đen phun như thế ạ, cực kỳ đẹp. Đây, lâu lâu em lên được một cây như này. Size mặt tiêu chuẩn 5814, các bác đeo cây này cho em là chuẩn. Cây này thì bác nào mặt to hơn các bác nắn vào một tí nó rất dễ dàng ạ. Đây các bác, tròng thủy tinh nhá. À, mặt nhỏ hơn ạ, các bác nắn vào một chút là ok. Phun tất tần tật phụ kiện như vậy. Mã là 600k, mã 600 luôn. Các bác chốt cho em mã 600. Cây này nó là tròng thủy tinh ạ. Nóng thế. Cho cái quạt gần này. Tiếp tục một cây kính nữ hiệu vơ sạc. Đây cây vơ sạc này cũng màu trắng sữa. Cái gì nhỉ? Ve kính. Hành cây. Hành cây à? Cái này nó là size mặt to, vơ sạc. Đấy, các bác nhìn giúp em, giá em bán cũng là 500 nghìn, nó rất là đỉnh. Size mặt to các bác là đeo ok. Và cái các bác nào chốt thì lên giúp em mã 99. Mã 99. Đây, thẻ vơ sạc, khăn lau dập hiệu vơ sạc, hộp kính bên trong dập hiệu vơ sạc, hộp da rất chất như thế này. Đấy, các bác thấy nó đủ chất lượng rồi. Bác Nguyễn Hữu Tiến, nếu mà bác hỏi từ hôm qua thì đến giờ này thì em chịu, em không nhớ được đâu ạ. Em làm sao em nhớ được là thủy tinh hay là cái gì. Bác đừng để ý đến thủy tinh hay là cái gì, mà bác để ý là khi bác nhận cái kính về bác đeo lên mắt nó có trong, nó có chất không. Đấy, chứ bác đừng để ý nó là cái gì. Bác lưu ý thế giúp em với cái cây kính giá mấy trăm nghìn ạ. Còn khi nào bác mua cái cây kính giá vài triệu, lúc đấy thì em khuyến khích các bác là soi chi tiết từng tí, rồi các bác phải nghiên cứu thật sâu, thật kỹ để đừng bị lừa. Đấy, em khuyên chân tình các bác khi chơi hàng đắt tiền, hàng VIP. Chứ còn các bác chơi hàng rẻ thì các bác cứ yên tâm. Mà nhất là nhà em bán thì những cái hàng em sẽ bán theo chất lượng, thì các bác không phải lo đâu ạ. Cái này có mã chưa con? À, mã 99 ạ. Nhiều bác lại cứ nghĩ là mình đi mua cây kính 5-600 nghìn mà nó bằng cái cây 5-10 triệu, thì em nói thật các bác là không có đâu. Đấy, còn thật sự là con nói mà có động chạm đến bác nào thì các bác thông cảm nhá. Thế nhiều bác thì em nghĩ cũng bị lừa là chuyện bình thường, ham rẻ mà, ham rẻ mua được đồ xịn. Anh
Anh Hòa có kính nam đeo bụi bặm không? Đây kính tràn viền có phải không? Ôi cây này đỉnh lắm. Đấy tràn viền đấy. Em lên một cây nam ạ. Cây này là hiệu Uzi. Thẻ đây. Thẻ sổ như này. Với cái cách bán hàng, cách bán hàng của người khác thì người ta sẽ báo các bác này, cây này này, à, thẻ chính hãng này, sổ này, hộp này, tất tần tật này. Cây này giá thị trường nó ở store này hoặc là giá thị trường, cây này nó đang là 15 triệu này. Em bán kỷ niệm các bác này, em tặng các bác này, giá là 500 nghìn này, 600 nghìn này, đấy, hoặc là 800 nghìn này. Thì bác nào cũng thấy thế xong rồi lao vào mua bảo ừ hôm nay mình mua được cái cây kính nó đang bán 15 triệu nó sale còn 500 nghìn với 700 nghìn. Đấy các bác nghe thấy ở đâu có trường hợp như vậy không ạ? Như em thì em không nói như thế. Em cứ bán theo cái chất lượng thôi. Em cân đối theo cái hàng em nhập về và em sẽ bán ra cho nó hợp lý. Còn tùy các bác mua hàng các bác cứ nghe muốn nghe bùi tai, lọt tai các bác cứ nghe. Còn em cứ nói như vậy. Đây cây này ạ, trên thông số thì made in Italy rồi Gucci các thứ đầy đủ hết cho các bác, thì những cái này em bỏ qua. Full hộp, full sổ, full thẻ, giá thì em bán là 500 nghìn. Đây lên mặt thì nó rất là chất. Đấy, lên mặt thì nó chất. Cây này size mặt cho các bác ạ, size mặt to anh em 60, 62, 14. Các bác đeo cây này là ok ạ. 60, 62, 14. Em bán cây này là 500. Mã là 98 ạ. Mã 98. Còn nói thật sự là nếu mà bác nào mà có cái cây kính mà mua chuẩn cái cây kính mà 15 triệu thằng bán 500 nghìn hay 600 nghìn hay 800 nghìn hay 1 triệu hay 2 triệu em thu gom hết. Cái cây kính mà chuẩn của nó 15 triệu ấy, bán cho em 2 triệu em mua hết. Đừng nói là bán 600 hay 800. Bác nào hỏi cây kính tràn viền thì em lên. Cây này hiệu gì đây? Dior. Một cây hiệu Dior và nó đẹp xuất sắc. Sai mặt như nào con? Sai mặt vừa. Sai mặt tiêu chuẩn. Mặt tiêu chuẩn các bác cứ mặt vừa vừa nhỏ nhỏ ok, còn mặt to thì các bác tìm cây khác. Em soi các bác cây này đỉnh này. Đấy. Nó đẹp thế này ạ. Nó đẹp như thế này. Cây này xuất sắc lắm. Bình thường những cây này có thể em bán là 600 thì thôi em bán là 500 đi. Các bác chơi cho nó thoải mái. 500k một cây này. Lên cho em mã chất. Mã chất. Đây thông số trên này các bác đầy đủ hết đây. Bác nào mua về cho vợ bảo là anh mua cây phun hiệu phun hộp cho em đây, giá khoảng 5 triệu chẳng hạn. Đấy các bác báo thế. Cho nó Mr. Cho nó Mr. White ạ. Ở đấy anh mua cho em cây này 5 triệu này, phun hộp phun sổ phun thẻ này. Và chắc chắn là vợ không ý kiến gì đâu, chỉ có yêu các bác hơn thôi. Vì cái kính là các bác mua 500 về các bác báo là 5 triệu. Cái đấy không ảnh hưởng gì đến ai. Nói quá một tí nhưng mà nó được nhiều thứ đó. Thì cái đấy thì nói được. Chị em thì em không nói là cây 5 triệu em bán cho các bác 500. Em lên tiếp kính ra. Đấy, hôm nay bố còn chưa hớt nước nào đâu. Mùi nước của anh đâu mùi. Em lên các bác một cây LV của Nam ạ. Một cây LV Nam. Thì những cây LV này nó cũng khác nhau các bác nhá. Nó không giống nhau hoàn toàn. Đấy, các bác cứ hình dung ra nó như kiểu hàng si ấy. Nó cũng mỗi mã một mẫu chứ nó ít khi nó trùng nhau. Sổ thẻ các thứ đầy đủ đây. Bác đang đi con này là của bác
chốt đổi. Ngồi và chọn bánh cây mang đổi lăn tăn thì có thể xả ra luôn ạ, không sao, cho nó đỡ mất thời gian của cả hai. Đây em lên những cái dòng phun hiệu này. Đấy, như các bác lúc nãy nó là cây nâu cà phê nhá, cây này nó đen. Đấy, cây này cũng size mặt to, size 60-62-14, các bác đeo cây này cho em là chuẩn. Em bán cây này 500k, các bác chốt giúp em mã 57. Phun hộp, phun sổ, phun thẻ, mã là 57, mã 57, 500. Đây em đeo, các bác ngắm kỹ một chút nhá, xem nó có đẹp hay không. Đây ạ, bác nào buôn bán kính, đấy, bác nào buôn bán kính mà với số lượng nhỏ, các bác bán lẻ thì các bác có thể liên hệ em để lấy xỉ, lấy với số lượng. Các bác có thể lấy với 10 cây, 5 cây, 10 cây hay 20 cây để được giá tốt hơn. Đấy, các bác hình dung ra là tất cả những cái gì các bác lấy số lượng thì nó sẽ giảm được giá đi. Mẹ trả lời thôi con. Em lên các bác một cây bookberry của nữ ạ. Bookberry của nữ, con báo sai mặt đi. Cây này em bán cho các bác một cây này, giá xeo xeo một chút. Đàm Thái Ly hay còn hay không thì trong thùng nhà anh vẫn còn, nên là em có gì thì anh sẽ lên, có thì anh lên. Cây này em xả cho các bác là 400.000. Đấy, xeo xeo một chút, xeo xuống một chút, bình thường là 500, cây này em bán là 400. Size mặt vừa đúng không con? Size mặt vừa cho các bác bookberry. Mã là mã 41, mã 41 giúp em. Sổ thẻ tem bookberry thì các bác bóc ra nhá. Đấy, sổ thẻ hết, còn chữ logo bookberry trên kính này thì đầy đủ hết ạ. Sổ thẻ. Bao giờ cũng có hai cái hộp ạ. Bao giờ họ có hai cái hộp. Con đưa cho bác, phải đưa cho cô. Đây, cây kính nam này em. À, cây này có hiệu gọi là BMW kìa. Em cứ gọi là BMW đi. Đây, tràn viền, tiếp tục tràn viền đây, tràn viền rộng đây. Nhưng mà em nói trước là em không chốt ưu tiên cho mấy bác, cứ bảo là hỏi là có đâu các bác nhá, em sẽ đọc theo mã. Cây này là cây BMW, hiệu là hiệu BMW. Đấy, hiệu kính là BMW. Trên khăn ạ, có dập hiệu BMW luôn cho các bác, thẻ này. Hộp bên ngoài này. Đấy. Và đây là hộp bên trong, em còn chưa biết cây kính này nó như thế nào. Thì các bác chờ xem nó đẹp thì các bác chơi nhá. Đấy. Ok, cây này thì chất thật sự các bạn. Cây này thì chất. Cây này chất lắm. Đây, logo BMW, trong kính thủy tinh nặng trịch ạ. Cây này em báo giá luôn là 600. Em báo giá là 600 để em đeo đã. Cây này nó khá là chất. Đây, các bác nhìn giúp em cây này. Size mặt của em là rất tiếc là nó bị nhỏ. Bác nào size mặt to anh em đeo cây này thì xuất sắc. Các bác size mặt to nhá, 60-62-14 các bác đeo cây này cho em. Em bán là 600, bác nào chốt thì lên giúp em mã 61 ạ. Cây này chất, cầm chắc tay ạ, chắc nịch luôn, trong kính thủy tinh cực kỳ đẹp. Hộp của nó nhá, nó hút nhá các bác nhá. Đây này. Đấy,
hộp nó rất là chất đấy. Căn đây, căn thẻ. Cây này ạ, bác nào chốt thì về các bác sẽ cảm nhận được. Em không hề nói sai đâu. Cây này chất lượng hơn cây 680k em bán hàng ngày đấy ạ. Hộp cũng chất. Cây Gen Monster nữa hả con? Em lên các bác cây Gen Monster tràn viền. Cây này rất đỉnh. San mặt. San mặt to. San mặt to. Gen Monster thì đỉnh như này. Gen Monster đỉnh như này. Cây này em bán 500k. Mà san mặt to em soi gần cho các bác này. Này, cái này nó là màu xanh dương nhá. Đấy, Gen Monster đấy, tập hiệu ở trên đấy như vậy. Mắt kính này. Cây này em bán là 500k. Các bác chốt giúp em mã 33. Mã 33 sổ thẻ full hết nha các bác nhá. Hai hộp ạ. Hộp trong, hộp ngoài có thẻ. Em xem có cây bên một về nào không, chắc là không có. Chỉ có mỗi cây. Em lên cây Armani xem như nào. Kính. Kính nam thì em không thấy cây Dior này. Ba ba ba, cho bác lên bảo đây ạ. Cây Armani. Cây này thì em bán giá luôn là 400.000. Chất lượng thì các bác cứ về các bác test thử với em. Thứ nhất là các bác đeo vào mắt mà thấy nó trong. Đấy, nó trong veo, nó chất thì các bác thấy ok thôi. Với cái giá tiền đấy ạ. Sau đó thì các bác mới test đến những cái chi tiết loanh quanh. Cây này size mặt to anh em ạ, 60, 62, 14. Các bác đeo cây này xem là ok. Chuẩn nhất là 60, 60, 14 ạ. Là các bác mặt to anh em chút là chuẩn nhá. Rồi em đeo cho các bác nhìn kỹ nhá. 500k, à 400k. Mã 43. Mã 43. Cái này có hộp sổ gì không nhỉ? Ở đây có khăn. Cái này nó có khăn lau, dòng này nó có khăn lau kính. Đấy, nó có khăn lau, có hộp như này, hộp đựng như này. Hộp đựng, đây ạ. 43, cho các bác kính chân. Em mời rồi anh em nhé. Tiếp tục một cây kính nữa. Hiệu LV đúng không? Nhìn sao sao là chuẩn rồi. LV ạ. Màu rất chất. Size mặt to. Size mặt to cho các bác. Bác nào mặt to đeo là ok nhá. Mặt nhỏ và vừa thì nó sẽ bị rộng. Cái này em bán cũng là 500.000. Nó cũng full đầy đủ. Sổ hộp các thứ đầy đủ hết ạ. Em soi gần cho các bác. Đây ạ. Bác nào chốt cái này 500k thì chốt giúp em mã 79 ạ. Đây thông số ở trên này này là Louis Vuitton Made in France. Đầy đủ hết cho các bác, nhưng các bác cứ bỏ qua hết đi. Về các bác cứ test cho em cái mắt kính xem nó có trong veo không. Đấy. Sau đó các bác test tiếp đến những cái chi tiết của xung quanh giúp em. Tất cả những cái này nó có dập chữ. Đấy, dập chữ LV. Như vậy. Cái này em không biết nó là hiệu gì đây. Đây, hộp của nó rất là kỹ. Hộp của nó
làm rất kỹ như này. Ok, cái này chắc lắm các bạn, chắc tay, cực kỳ chắc tay, căn như này. Sổ. Bác Nguyễn Quang mình đã công viên trả lời là ok bác rồi ạ. Đấy. Trả lời trực tiếp với trả lời chim cho bác rồi ạ. Phun quyển sổ như này, khăn này, cây này em cầm nó chắc tay lắm ạ, sóng kính thủy tinh. Sóng kính thủy tinh chắc lắm các bác đây. Đây ạ, gọng kính này. Gọng kính này rất đỉnh. Cây này em bán là 500 các bác nhá. Cây này em bán là 500. 500k cây này. Đúng là size 58 luôn ạ. Size 58 14 các bác đeo cây này cho em là chuẩn bài. Size mặt như em tiêu chuẩn. 500 các bác nào chốt thì lên giúp em mã 79. Đây. Mã 79 à? Mã 97 giúp em nhá. Các bác lên mã 97 giúp em. Xin lỗi các bác. Lên giúp em mã 97. Hai mã gần nhau nó lẫn. Lên kính cơn đi anh Tùng Hip. Cơn thì anh chỉ còn mỗi một cây thôi. Cơn anh còn mỗi một cây giá 680 thôi. Đây. Hôm qua bán có bác chốt sang mổ để ra. Còn đúng một cây duy nhất. Đây, mắt xanh đen. Cây này thì size nào các bác đeo vừa, nhỏ mặt nhỏ thì nắn vào, mặt to thì nắn ra một chút. Bác nào chốt cây này ạ? Thôi em sell cùng trong cái lô này đi, em bán cây này là 600. Chốt cho em mã cơn. Dòng này em bán là 680, các bác biết rõ rồi ạ. Em bán thằng ít nhất cũng phải tầm 2000 cây. Ít nhất cũng phải 2000 cây kính này. Mã cơn nhá, 600.000. Cơn 600.000. Cây Chanel, một cây Chanel gọng đồi mồi. Cây này rất sang chảnh. Chanel size mặt to hay nhỏ con? Cơn chúc cho bác Tùng Hít thì cho bác Lãng Tử Trần thịnh sắc sắc Lâm Hà. Chào em Lãng Tử Trần nhé. Lâu rồi mới thấy. Cây này size mặt to, một cây Chanel. Một cây Chanel của nữ ạ, 500.000. Size mặt to. Chanel trà nồi đấy ạ. Lên cho mã đồi mồi. Mã đồi mồi. Mã đồi mồi 500k. Một cây trà nồi ạ. Tùng Hít lên sớm phải cho em ạ. Làm tự sợ cho được 2 cây nè. Em chào anh, lâu lắm mới thấy. Cây này siêu nhẹ. Mã đồi mồi chốt cho bác Dũng Phạm ông Nguyễn Văn Phê. Cây Armani siêu nhẹ và em lâu lâu. Lâu lâu thì em sẽ bán một cây giá rẻ xuống để cho các bác nào nhanh tay thì các bác may mắn chốt được nhá. Em bán cây này là 300.000. Đấy. Trị giá thì nó vẫn như những cây kia nhưng em sẽ bán rẻ xuống một cây để bác nào nhanh tay chốt ạ. 500. Cây này hiệu Armani siêu nhẹ. Armani siêu nhẹ, size mặt chuẩn nhất cho các bác là 60-14 ạ, to hơn em một chút là quá đẹp. Mã lên cho em mã 001. Ý rồi, mã 001 300.000. Đấy, lâu lâu thì em sẽ bán một cây. Lâu lâu em sẽ bán một cây để cho các bác nào nhanh tay. Nhanh tay chốt ạ. Không, 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 không.
Nguyễn Dũng dự bị cho Văn Quang Lê Văn Minh Dương. Em lên cây vơ sạc của nữ, ôi cây này hồng hố đấy. Bắt tâm tinh Nguyễn Thanh Nhật dự bị chốt đầu tiên cho Văn Nguyễn Dũng. Thôi để bốn lên nốt một cây 300 các bác chốt. Em lên thêm một cây nữa, bác nào nhanh tay thì chốt cây này 300. Cây này nó đẹp hơn chút. Bác nào nhanh tay nhá. Bác nào nhanh tay chốt cây này 300 nghìn. Armani, cây này thì gọng nó cực đẹp. Đấy. Cực kỳ đẹp như này. Nốt cây này nhá, xong em lại bán bình thường. Cây này cũng sai mặt to, bác là mặt 62 à, các bác hay đeo cái kính to nhất đấy, các bác đeo cây này cho em là chuẩn. 60 cũng ok, cũng là 300.000, các bác chốt giúp em mã 3 con 0 3 số 0, 300k mã 3 số 0 cũng là full tất cả, full tất cả như thế đó. Có hộp trong hộp ngoài, thế có những cái này nó sẽ không có thẻ, nó có khăn lau các bác nhá, nó tùy dòng kính, cũng là 300 mã 3 số 0. Rồi em đến cây đường hộp của cây vơ sạc. Đây các bác. Các bác nhìn giúp em này, những cây vơ sạc này. Nhìn cái hộp nó đủ chất chưa? Đấy. Hộp da màu trắng như này. Này. Đấy. Chất như thế ạ, cái hộp của nó đã đáng giá rồi. Hộp trong hộp ngoài. Thẻ sổ full đúng không? Full sổ thẻ nhá. Đây thẻ, khăn lau, nó có thẻ với khăn lau đầy đủ hết. Cái này size mặt to hay bé không? Size mặt to. Size mặt to và kính nhìn rất ngầu. Cây này em bán cho các bác là 450.000 mã 450. 450k mã 450. Anh Toàn Bùi hỏi của anh có chốt được không? Không nghe rõ. Của anh dự bị thế ạ. Đây, mình lên cây nam đã. Em lên cây dây băng đã. Dây băng nam cho các bác thì bao giờ nó cũng có hai quyển sổ thế này. Hai quyển sổ này ạ. Ok anh Toàn Bùi. Hai quyển sổ khăn lau dập hết đầy đủ như vậy. Kính thì em chưa biết là mẫu kính nó như này. Nó nằm ở trong này. Đây rồi, một cây dây băng giọt nước. Dây băng giọt nước ạ. Trong thủy tinh. Cái này em bán cho các bác là 500.000. Rất là đẹp đây, nước mạ các bác nhỉ. Nước mạ rất đẹp trong kính thủy tinh. Size thì chắc chắn là 58-14 rồi. Size 58-14 ạ. Đây cây này dễ sử dụng. Bố ngồi vẹo hết người đấy con. Thôi kệ con ngồi đi. Size 58-14 các bác chơi cây này cho em là chuẩn ạ. 500k. Bác nào chốt thì lên giúp em mã 55. Mã 55. Các bác lưu ý giúp em này, các bác gập gọng kính nhá. Ví dụ bác gập gập cái gọng này vào trước thấy nó cao hơn thì bác bỏ ra, gập cái gọng bên kia vào. Đấy. Thì nó sẽ chuẩn. Kính nào cũng như vậy. Bác nào thích tràn viền đây ạ, một cây tràn viền hiệu Bookberry, size mặt. Size mặt to, size mặt dành cho các bác nữ có size mặt to, thẻ Bookberry. Hai cái hộp như thế này. Em bán cây Bookberry này 500.000. Lên cho em mã ngựa. Mã ngựa. Cái ngựa này là do em bán áo da này quen lên cái mã này. 500k mã ngựa. Em lên con Gucci của Nam.
chưa biết mẫu kính như nào. Vì trong này mẫu nó khác nhau chứ nó không phải là 100 cái kính thì nó là 100 mẫu giống nhau. Nên em chưa biết. Đây. Sổ. Cái thẻ của Gucci này thì nó rất là đẹp. Các bác nhìn có cả tem 7 màu. Hộp đẹp. Cây Gucci rất đẹp ạ. Cây này cũng gọi là cây tràn viền đây đúng không? Này gọi là tràn viền ạ. Ông cây này là cây đúng rồi, tràn viền. Rồi nói chung là các bác cứ nhìn em đeo nó đẹp thì các bác thấy ok thì các bác chơi nhá. Cây này ạ, em bán là 500k. 500k cây này. Size mặt 58-14 là chuẩn ạ, mặt như em là chuẩn 58-14. 500 các bác nào chốt thì chốt giúp em mã 66. Full hết như vậy. Em nhìn cái này, cái thẻ của nó rất là chất. Thẻ sổ này, các bác nhìn. Thẻ nó có cả tem 7 màu này. Đây. Đây. Rất là chất nhá. Mã 66 chốt cho các bác thử trần. Em lên các bác cây kính thôi, con ngồi có lên cây kính bốt này đã. Em lên cây kính nam đã. Thẻ bốt. Căn lau thẻ. Hai cái hộp. Cây bốt này rất đơn giản và đẹp. Rất đơn giản và đẹp. Đây. Cây này em bán cho các bác là 400.000. 400k. Size mặt cho các bác như em là ok. Bác nào to hơn một chút cũng được. Thì cây này em báo là 58-60-14. 58-60-14. Giá là 400k. Cây này rất đơn giản. Cái gọng của nó này các bác này. Qua lâu mới có đây, em thích mắt nhỏ hay như nào, comment lên cho chị bảo 400k mã 40. Comment rõ lên chị bảo comment. Hộp sổ. Mắt nhỏ hay là hộp sổ. Mã 40. Đây mắt nhỏ đây, mắt nhỏ màu trắng. Cái gọng nó chất cực ý. Mắt nhỏ màu trắng, gọng kiểu mắt xích. Đấy. 40 cho các Lâm Hà. Cái này bán cho các bác 400. 400.000 size mặt. Con nhỏ. Size mặt nhỏ cho các bác nha, hộp sổ thẻ đây ạ. Cái này là cây gì con? Là nó là cây eo vỉ à? Hộp sổ thẻ đây ạ. Cái này bác nào nhanh tay chốt này bao nhiêu nhỉ? 400.000 mã trắng. 400k mã trắng, cây này em sell xuống 100 đấy. Size mặt nhỏ, full hộp như này. Hộp trong, hộp ngoài thẻ này. Mã trắng 400.000. Hộp trong, hộp ngoài thẻ này. Thích quá, thích xong giữ lại mà chơi. Sao phải tiếc. Nam môn bờ lan mã trắng chốt cho Yến Lê lên cho em. Cái dòng này sổ, các bác nhìn cái dòng này sổ này,
sổ nó dã man luôn. Giày bịch này, chả biết nó ghi những cái gì. Dã man. Khăn dập hiệu hết. Ok, này nó đơn giản lắm các bạn, đơn giản đẹp. Đơn giản và đẹp. Ok, này em bán các bác là 400. 400. Các bác nào ấy mà chơi kính nhiều rồi thì em nói qua một chút là những cái kính á, kể cả là những cây kính nhá, giá tiền bao nhiêu, vài trăm nghìn cho đến vài chục triệu, có những cây là nó cái này này, cái ve kính này, này nó không tránh được cái độ chênh lệch đâu. Em để ý được thì em sẽ nắn lại cho các bác, còn nếu không các bác về mà thấy nó chênh lệch thì các bác có thể nhờ ai đấy biết biết nắn, còn nếu mà không biết các bác có thể tự nắn. Các bác lên trên gì nhỉ, YouTube, các bác gõ là cách chỉnh nắn ve kính ra ngay, có video hướng dẫn cụ thể cho các bác. Kính từ vài chục nghìn cho đến vài chục triệu đều phải nắn đấy, đều phải nắn. Nhưng đấy là em nói chung nhá, không phải là cây nào phải nắn, và kính nhà em thì tất cả cũng không phải nắn. Nhưng có những cây ạ, chẳng may các bác có để con nó cầm nó bẻ bên này bẻ bên kia hay là như thế nào đấy thì các bác sẽ nắn được nhá. Ngày xưa em không biết ấy, thì em lại cứ nghĩ là dòng kính thật là đắt tiền thì nó sẽ không có cái hằn vào mũi đấy, còn dòng rẻ tiền nó hằn vào mũi. Nhưng không phải, nếu bác nào đeo nó bị hằn cái chấm này vào hai bên này, các bác chỉ cần nắn một chút thôi là nó sẽ không bị, nó sẽ không bị nữa, kể cả dòng đắt hay dòng rẻ. Cây này em bán là 400k, size mặt 5860 là các bác đeo ok. Mặt như em hoặc to hơn em một chút đều ok, gọng kính đầy đủ như này. Đấy. Các bác cứ test kính thì các bác đầu tiên là các bác test cái mắt kính cho em xem nó trong, nó chất không. Sau đó các bác test đến những cái khác. Cái này 400, bác nào chốt thì chốt giúp em mã 64. Mã 64. Sổ khăn lau hai cái hộp. Như thế này ạ. Nóng hết. Ngồi dưới hỏa nóng. Em lên cây kính mắt mèo. Mắt mèo ạ. Của nữ ạ, hiệu Fendi đúng không? Hiệu Fendi ạ. Hiệu Fendi. Cái hiệu Fendi thì bác nào chưa biết đến thì nó là một cái hiệu của Ý ạ. Đấy. Cái này size mặt như nào con? Cái này size mặt vừa. Size mặt vừa. Cây này em bán sale cho các bác một chút là 400 nghìn. Size mặt vừa và nhỏ. Mã là mèo ạ. Mã mèo. Mã 64 bên chốt Sơn Tôn chốt lên cho thoại em. Có cây eo vì của Nam. Cây eo vì của Nam. Hộp thẻ như vậy. Ôi cây này chắc. Cây này chắc tay quá các bạn. Cầm sướng luôn. Cây eo vì này này thì đáng lẽ em bán 600 nhưng em sẽ bán 500 ạ. Em sẽ bán 500 cho bác nào nhanh tay chốt cây này nhá, cực đỉnh. Cây này là tròng kính thủy tinh. Tròng kính thủy tinh. Chắc tay lắm ạ. Và rất đẹp. Cây lên cả nam hay nữ, các bác hỏi hỏi rõ là nam hay nữ giúp em. Cây eo vì. Cây này size mặt to rồi các bạn. Bác nào mặt to nhất thì chốt cho em. Size mặt là các bác hay đeo là to nhất ạ, 62-14 ạ. Đây. 500k chốt cho em mã 3 con 5. Cây này chất lắm ạ. Lâu em thấy cây kính nam nó chất như này.
À, cây kính Gucci nữ, Gucci nữ ạ. À, Chanel, Chanel. Tràn nồi của nữ ạ. Tràn nồi rất đẹp. Màu hiếm. Cái này màu nó rất là đẹp ạ. Size mặt nhỏ và vừa. Giá là 500.000. Mã nhỏ. 345 chốt cho Minh Tân lên điện thoại cho em. Bác Sơn Tôn em chốt cho bác từ đầu giờ bác chốt bác lên điện thoại này. 500k mã nhỏ. Thẻ đây ạ. Trong này nó có cái sổ trà neo này. Khăn lau trà nồi ạ. Thẻ trà nồi ạ. Đây ạ. Em thì cứ gọi cái trà neo này là trà nồi. Trà nồi, rau nồi. Thuyền không bên. Có bác nào săn giày không để em lên giày? Ông mấy cái bác mà giày thiếu size vẫn đã trả lời các bác chưa? Khăn. Xếp cái này vào cùng với cái tờ giấy của hai bác thiếu để đâu mai đâu ạ? Vậy rồi cái gì xuống đấy thẻ. Cái bố nhập ra. Em lên cho các bác cây này là cây hiệu Porsche. Porsche. Cây này em bán cho các bác ạ. Một cây. Lãng Tử Trần đây em săn giày. Nếu em mua giày thì em xem em báo sai. Em báo sai và em ra cái trang cá nhân hay là trang em ra trang cá nhân của anh có một bài đăng ở đấy. Nếu em đeo sai còn thì đấy anh chỉ có giày đấy thôi. Lacoste hàng đấy thì anh bảo đảm em là nếu em đi mua ở trong shop, em có mua shop ở Hải Phòng, em mua shop ở Thái Nguyên, em có mua rẻ kiểu gì thì cũng trên 2 triệu, không bao giờ có giá 900.000. Em cứ vào em xem cái video với cả hình ảnh đi. Nếu mà em thấy đẹp thì em chốt. Báo sai mà nhà anh còn thì anh chốt. Cây Porsche này em bán sale các bác cây này là 300.000. 300k. Cây này size 58 60 14 các bác đeo cho em, cây này là chuẩn. Mặt nó rất là trong. Cây này dâm lắm ạ. Nguyễn Khoa Long hỏi cái gì mà không cần giá đấy bảo. Kính nhưng mà hỏi kính như nào không nói rõ, biết như nào mà... Kính nam hay kính nữ Nguyễn Khoa Long? Chào em Định Kiều. Cây này 300 các bác chốt giúp em mã 330. Size 39 màu xanh đen. 39 màu xanh đen còn không? Hết rồi Lãng Tử Trần ơi, hơi đen. Đấy hết rồi. Xanh cũng hết và đen cũng hết, riêng size 39 và size 42 thì đã hết mà. Anh ba cái thùng của anh là 36 18 thì nhân với hai màu xanh đen thì có nghĩa nó là 36 đôi mà hết sạch trong vòng có buổi tối hôm qua đâu. Riêng một size, riêng một size là 36 đôi mà đến hôm qua là hết, thì có bác chốt 5 đôi. Cây này 300 rất đỉnh ạ. Có bác nào chốt cây này chưa? Mã chưa nhỉ? Mã 330. À mã 330 các bác nhá. Full thẻ, full hết như này. À cái gì nhỉ? Em gì nhỉ? Nguyễn Khoa Long. Nếu em muốn chơi hàng VIP hẳn, không quan trọng tiền, thì em phải chơi hàng giá trị cao đấy, giá từ vài triệu, thì những cái hàng đấy nếu em không vội thì anh có thể order về cho em. Chứ các bác chơi thì các bác sẽ biết là nhà em bán hàng với cái giá 400-500 nghìn thì nó sẽ là chất lượng ở trong cái tầm giá và các bác chơi sẽ không bị đắt bị rẻ thôi. Chứ còn cái cây mà 500-600 thì nó không thể so với cái cây 5-6 triệu được. Đây, cây cho nó tựa.
Em còn tưởng. Sao nó đưa cho cô cái này đi. Chắc ở trong đấy. Thấy các bác không thích kính nữa đúng không? Lên cho em qua kính. Quả kính AO à? Sếp ơi, AO thì hình như không có rồi. Không còn. Các bác cần kính nữa thì comment giúp em nha, không để em lên cái mặt hàng khác. Mày bố thì vặn cái volume hơi to. Thì mệt. Ngồi rõ gần, nói to nó quen. Em chào anh Trương Công Thụy, cảm ơn anh. Thật ra thì em nói nhỏ nhỏ là các bác đủ nghe rồi. Nói to quá thì cơ bản là kiểu nói to nó quen rồi. Em lên các bác cây vơ sạc đỉnh cao của nữ giá là 500.000. Đẹp như thế nào. Nói chung hàng nữ nhà em thì chất lượng lắm. Em bán xong cái lô này em sẽ tiếp tục về kính nữ phục vụ các bác, bởi vì hàng nó quá chất. Bác nào cần là lấy xỉ cũng báo em, bởi vì em lấy số lượng lớn thì các bác lấy khoảng 10 cây 20 cây giá xỉ nó cũng sẽ có giá tốt cho các bác. Hàng này nó quá chất lượng. Full sổ thẻ riêng hàng lòng nữ này ạ. Nó có không, nó không có sổ nhá, nó có thẻ hộp da như nào, sai mặt như nào, con sai mặt nhỏ và vừa là chuẩn ạ. Sai mặt như con gái em là nó tiêu chuẩn, nó cũng vừa phải, nó không to không nhỏ đấy, nên bác nào mặt nhỏ hơn cũng đeo được, và mặt vừa đeo cái này là chuẩn. Giá là 500k, bác nào chốt thì lên giúp em mã 883. Dây băng giọt nước ok, đây để anh xem có không. Dây băng full hai quyển sổ căn đầu dây băng. Cây này không phải dây băng giọt nước, cây này là cây dây băng tràn điện này. Đây, cây này rất lạ, một cây dây băng rất lạ. Cái này hiếm này các bác này, em lại không thấy cái mẫu này lắm đâu. Đây, cái này thì các bác trẻ rất thích. Giá em bán là 400.000. Rất hợp lý đó. Cây này siêu nhẹ các bác nhá, nó là dòng siêu nhẹ. Mắt thì rất trong, trong veo kìa. Sai mặt thì tầm 58, 60, 14 đó. Cây này bác nào chốt thì lên giúp em ạ. 400.000 thì lên giúp em mã 85. Mã 85 full hai cái sổ cái hộp như này. Nữ các bác không chốt nữa rồi đúng không? Chắc là đủ rồi. Khách nữ nhà em thì rất ít, mà đa phần là các bác nam mua tặng các bác nữ, nên là em biết là khách nữ nhà em rất ít, không nhiều. Em xem có cái nam là đặc biệt không. Ok các bác nha, em tạm dừng kính nhá. Em lên nốt. Em lên nốt vài cây kính trong em lên hàng khác nhá. Em lên túi nhá. Lên túi ví đồ da nam nhá, nam nữ. Em lên cây LV của nam. LV nam. Hai đây là hộp sổ thẻ. Cái này em chưa biết mẫu nó như nào, khăn lau dập LV. Thêm một cái túi phụ, hộp chất. Cái này chắc là size mặt to rồi, bởi vì em thấy nó to to, nó rất là chất. Đây, cái này thì mấy bác dân gọi là
sành điệu chất chất một tí thì các bác đeo thì thật sự là các bác đeo cây kính giá 500.000 nó như cây kính giá trị cao đấy, em nói như vậy. Còn chơi thì tùy vào cách chơi của các bác thôi. Ba kia lại cho địa chỉ. Cây này không phải size mặt to, em đeo vừa 58-60-14, các bác chơi cây này cho em là ok, giá là 500k. 500k cây LV của Nam này. Đây, các bác nhìn giúp em. Đây, đây. Lên giúp em mã 033. Mã 033. Năm trăm nghìn, mã 033, phun hộp phun sổ, phun hộp phun sổ. Em lên nốt cây dây băng này, em bác nào vừa hỏi dây băng này. Hai quyển sổ khăn lau, đây, quyển sổ như này nữa, quyển sổ to, quyển sổ nhỏ. Cái mã tràn viền, cái mã tràn viền vừa xong có bác nào chốt không, để lên không thì bỏ luôn, bỏ qua luôn, không đúng không, cây này rất đẹp mà, thôi bỏ qua, con để vào cho cô xong. Em lên nốt mấy cây hiệu hiệu các bác nhá, gom nốt mấy cây hiệu hiệu em lên. Mấy cây hộp đây, em còn mấy cây Gucci. Em xem mẫu mã nó có khác nhau, em lên nốt mấy cây hiệu nhá. Hộp thẻ của Gucci thì rất chất này. Thẻ có cả tem 7 màu. Sổ. Đấy các bác nhìn chi tiết nó làm như vậy. Chi tiết thì nó rất đẹp. Hộp hộp ngoài, hộp trong. Mẫu kính thì em chưa biết nó như nào. Ok, này chất ạ. Chào bác Thái Dương. Cây này rất chất các bác nhá. Uxi này rất chất và em bán cho các bác là 500.000. Cây này mắt kính thủy tinh đỉnh. Đây. Những cây này thì thật sự là rất là chất. Em bán cây này 500 đấy. Những cây này thật ra bán lên 600 là bình thường. Thôi em cứ bán giá 500 đi. Cây này size nhỏ, size mặt như em hoặc nhỏ hơn em tí cũng đeo được cây này, nhưng mặt em là chuẩn. Cây này 500.000 này, trong kính thủy tinh. Bác nào chốt cây này thì chốt cho em mã chất quá 500k. Bác nào chốt được cây này thì tối nay săn, thì săn kính thì hợp, gọi là quá hợp lý nhá. Nó rất đẹp. Đây, bác nhìn giúp em. Đấy, full 2-3 lần hộp lần sổ như vậy. Cây này chất quá, mã chất quá. Em lên mấy cây này chắc là nó khác nhau, nhưng nó không giống đâu. Đây, đưa. Em còn 1-2-3 cây nữa. Em lên nốt. Đấy, cây này nó sẽ khác này. Em cầm nó nhẹ tay hơn. Chất quá, chốt cho bác. Quan Tâm lên số điện thoại cho em. Chuẩn bị cho bác Quang Lê, Minh Tân, Quang Lê. Đấy, em báo các bác mà, nó khác nhau đấy, nó không giống nhau. Cây này là cây tràn viền. Cây này cũng đẹp, cũng rất là ok. Nói chung là mỗi một cây, mẫu mã nó khác nhau. Đây. Cây này thì em bán cũng là 500.000. Kinh anh Tuệ Phan Hữu dạo này lại lên ông bà thông gia rồi à?
Em chào anh Thượng Phan Hữu. Size mặt ạ. 58 60 14 các bác đeo cây này cho em là chuẩn bài. Em cũng bán cây này là 500.000. Xem nào. Chuẩn phết. Em cho em mã 3 con 8. Em còn mấy cây hiệu này em lên nốt xong em ra em khui đồ da đây. Em khui túi da đây. Em mỏi lắm rồi. Hai cây nữa. Rồi. Khăn lau, hộp kính. Rồi. Cây này đỉnh. Màu nó đẹp dã man các bác này. Màu cây này này. Đấy, các bác nhìn màu cây này giúp em này. Cái này em bán 500 chữ Gucci này. Cái gì nhỉ? Cái ve kính á cũng dập hiệu Gucci hết nhá. Những cái cây này thường là không đi đêm mà nó là mắt đi trời nắng á là hợp lý các bác, đi ngày đi trời nắng là hợp lý. Cây nào đi đêm được thì em báo là đi đêm được. Cây mắt nó trong á. Cái này các bác đeo chuẩn cho em là size 60. Size mặt to hơn em ạ, là vừa. 60, 62, 14. Cái này em bán 500.000. Mã nâu. Nó không hẳn là màu nâu đâu. Nó nâu đẹp lắm. Đây. Đây, các bác nhìn. Để chán à. Làm sao nhìn rõ. Đây. Đấy. Cây hiệu Uzi full sổ thẻ 500. Mã gì ấy? Mã nâu nhá. Đây em còn nốt cây này em lên nốt ạ. Hết sạch hiệu này. Xong thì em nghỉ kính cho bác nhá. Con dao lấy cho bố hai đôi giày. À đây ạ. Đây xong em lên giày. Lấy thêm đôi màu đen nữa. Ô, cây này lạ, độc lạ. Một cây khá là đẹp, cây cuối cùng. Hiệu Uzi cũng 500.000. Cây này khá là đẹp. Đây ạ. 5814 là chuẩn. 5814 xa mặt như em là chuẩn, cây này chuẩn bản. 500k chốt cho em mã hết. Được, còn quay xe để bố lên mấy đôi giày. Đấy con xuống này bố ngồi bố mỏi quá ngồi gạo hết người. Để lên đây để lên rồi rồi. Đây đến giày nhà em đây ạ. Giày nhà em có hai màu xanh đen và xanh. Bác nào chờ dòng hiệu này ạ, dòng những cái dòng khác thì các bác phải chờ em. Giày này không dễ, giày này nó không đơn giản ạ. Những cái này em phải giành giật mãi mới mua được một vài thùng đấy các bạn, nó không dễ đâu ạ. Hàng này là hàng made in Indo và em bảo các bác này, da là da thật 100%. Đây, da bò da thật 100% và form nó đỉnh như này. Cá sấu này là thêu. Đấy. Gót cái gì nhỉ? Lót giày, dập lacoste.
các bác nhìn này, la cốt dập sắc nét như này, tem la cốt, tem la cốt đầy đủ đấy, và giày đế các bác nhìn nhá, liền miếng hết này. Rồi, hàng chất lượng các bác nhìn này, rất là đẹp. Trên miếng kim loại này dập chữ Lacoste. Form giày đây các bác nhìn giúp em, từ đường kim mũi chỉ này, đường kim mũi chỉ này, nét như nào. Đấy, nét nè. Made in Indo, các bác check code cho em những đôi này, các bác check code vào trang Lacoste thì nó hiện giá lên khoảng 4,6 triệu. Thì các bác nào mua giày, các bác đã hay chơi rồi thì các bác sẽ biết một đôi giày chuẩn chỉ đẹp như thế này. Nếu các bác đã mua không phải hiệu hành gì thì nó cũng là tiền triệu rồi. Đấy, nhưng mà cái đôi giày này nhà em chuẩn ra thật 100%, bao check code được, giá là 900.000. Em có hai màu xanh và xanh đen đây. Xanh và xanh đen. Đấy. Các bác check code thì các bác cứ check theo cái mã số ở trong từng đôi giày này. Các bác cứ lên Google, các bác gõ cho em, cứ gõ theo mã số đây, check cái dòng này dạng. Dám bán là 900k một đôi. Và bác nào nếu đã săn giày, đã mua giày hàng hiệu như thế này ở những shop thì kiểu gì các bác mua những đôi này cũng giá là vài triệu trở lên, chứ không bao giờ có tiền gọi là giá dưới 1 triệu như nhà em bán. Đấy, còn bác nào gọi là mua được rẻ, mua được rẻ thì chắc chắn nó là những đôi giày không phải là da. Đấy, nó sẽ không phải là da đâu, còn tùy các bác chơi nhá. Em thì nhà em chuyên bán da rồi, em nói thì về da thì các bác yên tâm. Đấy, em nói như vậy thôi và giới thiệu như thế là chuẩn nha các bác nhá. Em bán là 900k và mình còn size gì đấy, em size 39 và size 42 là em hết, còn lại là từ size 40 cũng hết đúng không? 40 cũng hết. 40 à? À đúng rồi, 40 em còn 1-2 đôi gì đấy. Thì em còn size 40 nhá, 40, 41, 43, 44. 40, 41, 43, 44. Bác nào chốt ạ thì lên cho em mã xanh hoặc mã đen kèm size kèm số điện thoại thì em chốt đơn nhá. Giá là 900k. 40 còn đôi xanh đen. Khách lấy giả. Đấy thì hết cả 40. Đấy nhà em về đấy có mấy thùng giày mà các bác biết đêm hôm qua nguyên một cái size nhà em có 36 đôi. Hai size đã là 36 nhân với 36 là 72 đôi. Hai size là 72 đôi mà đã hết. Là size 39 với cả size 42. Các bác thấy không? Nhiều bác chốt 4-5 đôi. Phun hộp các bác nhá. Rồi em đi khui kiện da đây, kiện túi da. Bác nào cần đồ da không ạ? Đồ túi da, túi du lịch, túi các kiểu con đà điểu thì để em lên một kiện da em đang khui ở đây. Còn nếu các bác chán rồi thì có thể em xuống like cũng được. Ôi
nhiều cái túi lông lá đẹp dã man đấy. Ui, đây, hiệu Eli của Pháp. Eli của Pháp. Chỉnh quá túi đấy là điện thoại chơi hơn xinh. Nó có cả túi da, cả túi vải. Nói chung em thấy nhiều túi đẹp. Đây, những cái ba lô như thế này này. Những cái ba lô như thế này. Các bác chốt về, nếu các bác nữ có thể đi chơi hoặc là chốt về cho các cháu đi học quá đỉnh. Đấy, các cháu đi học thì quá đỉnh. Chất đẹp, nó là hàng Nhật xịn ạ. Còn mới keng. Xem các bác có view có lên lên không thì nghỉ, để mai mình soạn đầy đủ ra xong mình bán. Có thể bán buổi trưa cũng được. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó mình chưa lên được form ấy. Vinh tiền lẻ. Anh ơi em muốn đổi con Van Sơn 36 lên 38, tăng cân mà hơi chật. Cái này thì để nghiên cứu xem, anh không biết là còn con 38 nào không. Còn một con 38. Nhưng mà thường là dòng 38 nó khó săn, em Vinh tiền lẻ. Dòng 38 nó khó săn lắm. 36 thì nó dễ hơn một chút. Biết là em đổi thì kiểu gì cũng đổi đổi cát rồi, nhưng mà để anh nghiên cứu nhá. Rồi thôi em xin phép em xuống lại sớm một chút các bác nhá. Mai em chọn những cái đồ này ra rồi em lên đặt cái tem lá cốt lại. Anh lấy con mới keng được không ạ? Thật ra mới keng thì nó đắt lắm đấy Vinh tiền lẻ, nó không phải là hơn 20 triệu đâu. Con Van Sơn mới keng nó lại không phải là hơn 20 triệu đâu, nó khá đắt đấy. Như có những con mà săn được ở bên Nhật ấy thì có những con nó cũng rơi vào khoảng 20 22 triệu là cũng được con mới keng rồi. Là những cái con nó không sử dụng nhưng nó cũng bán, nhưng mà hiếm khi gặp. Để anh xem nào, anh ngó xem bên trang đấy nó có thì anh báo em nhá. Giá cả thì tùy, anh lấy được rẻ thì anh bán giá nó hợp lý, lấy giá cao thì bán giá cao hơn. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả các bác nhá.